ngày 20 tháng 11, Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Quảng Ninh phối hợp chính quyền và Công an xã Vĩnh Ninh kiểm tra nhà ở của Hà Ngọc Tuân, sinh năm 1985, trú tại thôn Lệ Kỳ 2, xã Vĩnh Ninh, phát hiện Lê Anh Thắng, sinh năm 1994, trú thôn Trung Nghĩa 4, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tàng trữ 16.181 viên nén dạng thuốc tân dược, trong đó có 16.009 viên nén màu hồng và 172 viên nén màu xanh. Bước đầu, Lê Anh Thắng khai nhận số viên nén trên là ma túy. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra,